cho các bạn đến với kênh Cô Trải Nghiệm. Và hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2021. Và hôm nay là ngày Sài Gòn bình thường trở bình thường mới. Và mình chúc các bạn luôn khỏe mạnh, bình an. Và các bạn hãy nhớ tuân thủ 5K nha. Và hôm nay đây là, đây là quả táo đỏ sấy khô. Mình nghe má mình nói thì quả táo này có thể ngâm nước nè, hầm canh, hầm nước nóng để uống tốt, rất là tốt cho sức khỏe, thì có thể ăn sống được luôn. Thì mình sẽ ăn thử một cái nha. Ngon mà, nó có ngọt ngọt đúng không bạn? Các bạn có biết quả táo này chưa thấy khô thì nhớ như thế nào không? Và hôm nay mình cùng các bạn trải nghiệm quả táo đỏ chưa thấy khô nha. Đây là cái tên là Đại Hồng Táo. Là quả táo chưa thấy khô đó, thì mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Để táo không bị ẩm á bạn, người ta để vậy thôi á. Các bạn thấy không, một và cái thùng táo này có ký là 2 ký 8. Và các bạn xem đây, rất là to luôn các bạn. Các bạn thấy táo mình sẽ cái này các bạn phải ngâm nước muối loãng 5 đến 10 phút nha, tại vì mình qua cho các bạn nên mình sẽ lấy khăn giấy ướt để mình lau một quả táo rồi mình ăn cho các bạn coi nha. Quả táo mình nó đỏ cho nó ngọt là các bạn phải, nếu mà các bạn không muốn ngâm nước muối thì các bạn phải lau thật kỹ nha, tại vì nó sạch ăn mới, để không bị nhiễm khuẩn gì đó. Đây giờ mình phải lau sạch sẽ lắm luôn đây. Rồi đây để quả táo tươi tươi luôn, màu đỏ luôn nè, chắc ngọt lắm á bạn nè. Mình sẽ ăn ngọt lắm nè. Mấy bạn ăn mấy bạn thấy cái vỏ nó cứng thôi, chứ mấy bạn ăn như thịt nó mềm lắm luôn á.
nó trong luôn. Bạn nào muốn mua vòng tám này các bạn phải lên mạng sờ tiền nha, chứ mỗi nơi bán một số tiền á mình không biết để thế nào luôn. Ủa ra mấy đó mọi người bị móc rồi, nó bị hư các bạn ơi. Các bạn coi anh nói đẹp, vòng tám này không bị hư nè, đó quá đẹp luôn. Các bạn muốn ăn táo này các bạn hãy chọn trái ra mà nó màu đỏ đó. Màu đỏ rất luôn, màu vàng nó chưa có chín, nó chưa có ngọt. Nãy mình chọn quả táo màu đỏ nó ngọt ngay à. Các bạn phải lau miệng sạch sẽ nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay á thì hãy like và share và đăng ký kênh của mình để mình có nhiều động lực làm những video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.